Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Bảo sẽ quay lại với một video làm chơi ăn thiệt. Thì hôm nay Bảo làm chuyên về chủ đề về ăn về tỏi của Lý Sơn nha mọi người. Thì ngày hôm nay Bảo sẽ làm món là lòng gà xào tỏi Lý Sơn. Thì bây giờ ở đây Bảo có nguyên liệu nè. Đây nè mọi người, hai tấm tỏi này là tỏi hành này là của ở ngoài Lý Sơn, một em đó gửi vào cho Bảo đó, các em mà bán hàng bán tỏi đó. Ở đây là có hành nè, lọt ra rồi nè, tỏi nè, tỏi Lý Sơn các bạn coi nè, tép cũ, tép tèo cũ nó nhỏ nè, tép nó nhiều ghê không, nên mình không có lọt ra từng ngái được, mình cứ để vậy luôn. Đây là đầu hành, đầu tỏi nè mọi người, nhưng mà để tủ lạnh bóng đá bữa giờ sau lấy ra bây giờ nó xìu quá xìu luôn, nó mủng mủng. Rồi bây giờ đây là lòng gà nè, để tủ lạnh ướp hồi nãy giờ rồi nè. Rồi bên đây là chảo nè, bây giờ bắt đầu làm món ăn lòng gà xào với tỏi Lý Sơn nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cho dầu lên nè. Hành tím nè. Cho tỏi nè. Nó còn nước đó mọi người nên là nó bị dăng. Cho nó chín tới cái bắt đầu mình đã đổ cái lòng gà vào. Thì cái món này là thường là làm món nhậu uống bia là uống rượu gì cũng ngon hết mọi người. Nhưng mà hôm nay là Bảo với làm với hai vợ chồng ăn chơi cho vui. Sẵn review cái sản phẩm tỏi đen của em bé đó, nó cho bữa giờ mà chưa có dịp làm ăn thử. Vẫn để nguyên trong cái bọc luôn. Đó là hôm nay muốn ăn thử rồi sẵn sùng thử cái sản phẩm Lý Sơn này coi nó ngon như thế nào. À, giá trị nó cũng rất là cao. Nhưng mà được cái thì mình nghe nó là tỏi Lý Sơn thì tỏi của Việt Nam mình đó mọi người, nên là mình nghĩ là chỉ là nó an toàn. Còn giờ tỏi ra đường, tỏi ra chợ, còn tỏi của Trung Quốc không, nó cũng ớn quá. Đó. Hồi nãy mình rửa nước nhiều quá nên là trong cái những cái ngóc ngách của tỏi thì nó còn nước nên là nó văng. Ok, bây giờ mình sẽ cho lòng gà vô. Hôm nay kia nói Ngân ra chợ mua miếng lòng gà rồi kiếm một cái buồng trứng mà không có. Lòng gà, mì gà này mà có thêm buồng trứng nữa thì thôi tuyệt vời. Đó, lắc chảo mọi người. Để cho nó chín đều. Đây nè mọi người, thì đây Bảo cho miếng bột nêm, bột ngọt, miếng đường vào. Thì Bảo cũng cho thêm xíu nước vào để bắt đầu mình dầm nằm xào cho bắt đầu cái nước này nó rút vào cái mề nè, với tim rồi đó, để cho nó rút lại cho nó mềm. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cái cuối cùng là cái đầu tỏi non này vào. Đây bây giờ Bảo sẽ bỏ luôn cái này vô nha mọi người. Cái này thì cũng xào sơ qua sơ lại cái là nó chín. Cái này mới nhìn tưởng đâu hành lá mọi người, nhưng mà ăn vào thì không phải đâu nha. Cái này là không phải hành lá đâu, này là cái cọng tỏi non đó. Thì không biết là mới mốt lớn lên thì nó là cái gì, nhưng mà mình mới gửi vào ông bé gửi vào làm nó, ủa này tỏi này hành mà ta, nó gửi lộn ai về là mà mình bút cái mình thử là nó thành là mùi hành thấy là mùi tỏi. Xào một xíu nữa cho nó bớt hăng cái mùi tỏi đi. Tỏi mà ăn sống thì rất hăng, nhưng mà mọi người mà làm chín lên là nó bùi ăn ngon lắm. Bảo rất là thích ăn tỏi nướng hoặc tỏi xào mà bùi lên vậy đó.
Ok, bây giờ xong rồi nè mọi người. Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị cái dĩa rồi nè, bây giờ đổ cái này rang vô nè. Cái lá này chủ yếu là mình trưng bày thôi. Cải nè. Ra dán nhà hàng lắm chứ bộ. Đó. Hello mọi người, thì bây giờ lần đầu tiên của sau gần 2 tháng trở lại là hai vợ chồng mới làm một video ngồi ăn riêng lẻ như vậy. Thì hôm nay là sẵn có sản phẩm của tỏi đen Lý Sơn. Có đây là cọng tỏi tươi nè mọi người. Đó, cọng tỏi tươi. Mình xào qua rồi. Đó, và đây là có một cái loại sản phẩm là tỏi đen của Nam Phương, của Lý Sơn luôn. Đó, thì trong lúc mình sẽ ăn cái này thử coi cái cọng tỏi này nó có ngon hay không. Và đồng thời mình sẽ, một lát mình sẽ review cho mọi người coi cái tỏi đen này như thế nào. Chứ thật sự là từ hồi trước tới giờ, hồi xưa giờ bảo chưa bao giờ ăn thì cái tỏi đen nó ra làm sao hết mọi người. Thì chỉ nghe nói trên mạng, trên nói chung mình nói trên mạng thôi, mình đọc nghe chứ mình cũng chưa biết là ăn nó ra làm sao hết. Đó, thì bây giờ thôi, mời em. Rồi, xin mời mọi người ăn đi, bây giờ cái đầu trước đây. Em ăn gì cũng được. Em thử cái gọng tỏi này thôi. Thử gọng tỏi trước đi, đây thử gọng tỏi bự nè. Nhìn nó y này. Như là cái ăn hành. Ăn cũng giống như hành thôi nhưng mà nó thơm hơn. Nó thơm. Nó thơm hơn thôi. Thơm mùi tỏi. Cái độ hăng của nó hăng hơn của hành. Hăng hơn. Hăng hơn. Rồi cho mình xào thì nó bớt hăng đúng không ạ? Cái này em nghĩ nếu ăn xào chín hơn chút nữa cho nó thành bùi. Bùi. Cho bùi. Bữa sau mình xào chín. Bây giờ ăn tỏi thôi. Thử tép tỏi nha. Sao nó không cắt nhỏ làm đôi cho nó? Không, nó nhỏ quá. Thì cái tỏi thì cái nào nó cũng giống như cái nào thôi. Nó bùi nó ngon quá. Tỏi nào nó cũng giống như tỏi nào thôi bạn. Nhưng mà tỏi Lý Sơn thì đặc biệt hơn là nó, người ta trồng trên một cái vùng đất, trên vùng đảo Lý Sơn thì bọn cũng thường nghe nói là nó đặc biệt hơn những cái chỗ khác một chút xíu. Tỏi Lý Sơn là đặc sản luôn á. Đặc sản của Quảng Ngãi. Đặc biệt là tỏi cô đơn. Ngon ghê. Cái tép tỏi nhỏ xíu xíu à. Mà nếu mà ai mà đúng em thấy cái đó. Ngon quá mọi người ơi. Không riêng về tỏi Lý Sơn đâu các bạn, mà ai mà lại muốn lấy muốn ăn tỏi bạn xào thì nguyên một củ gì đâu mà ăn bùi đã sướng. Nướng cũng ngon. Nướng cũng ngon. Cái đúng mà nội trợ là mà muốn cái làm cái mắm thơm nữa là phải đúng cái tỏi nhỏ xíu xíu vậy nè mới ngon. Mình giờ tỏi Trung Quốc không? Ừ. Bự. Mà thường người nội trợ làm nhiều việc quá, cái tỏi lớn nó dễ lột hơn. Nhưng mà tỏi càng nhỏ ăn mới ngon, thơm. Ăn giòn tỏi ngon hơn ăn thịt cũng chả. Cái mùi. Đúng rồi, thường ăn cái này ăn rau rồi nó ngon hơn, nó thấm cái thịt. Rồi em thử ăn nguyên cái nửa củ với mà anh thử. Mùi ngon. Này có chén cơm nữa hết sảy luôn. Năm nay không nấu cơm. Bây giờ thử cái này nè, mới đọc này sống luôn nè mọi người. Thử cái sống luôn nha. Quết vô đây. Thử cái sống nó khác không? Nó sẽ hăng quá. Ngon. Không hăng gì luôn, anh thử coi. Thử đi, không hăng gì đó, đi cái đi mình xào à. Ăn cái đầu thôi. Đây đó. Chấm cái này thử. Đi mình xào vậy. Ủa lạ ha. Nó không có hăng mà ngấy ha. Ví dụ như ăn cái hành á mà sống mình ăn nó hăng nó sọc 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 cái mùi nó chịu. Nên sao nó dễ ăn ghê. Nó là đặc sản. Ngon, nè không mẹ. Ê cái mặt ăn cái mẹ. Bây giờ thử qua tỏi, quên, hành tím cũng Lý Sơn luôn nha mọi người. Hành tím Lý Sơn. Ngọt. Ra. Chắc bữa nào phải ra Lý Sơn bữa quá. Đảo Lý Sơn giờ là khu du lịch lớn luôn rồi. Đẹp lắm, anh nói đẹp lắm. Không, mai mốt cũng có dịp là phải đi tôi biết.
cảnh đẹp quê hương. Ba ly cho nó lớn chút. Ủa lúc hồi nãy là cái tỏi nó cái hành nó nhỏ xíu vậy luôn hả? Ừ. Hay là cái nhỏ ha. Dạ. Không, nhưng mà đó là hai củ. Hai củ vậy bạn. Đó là một củ ấy mình chặt cắt đôi à. Dính lại nhau á. Là cái nhiễm nhỏ thôi. Người Lý Sơn không biết có nhỏ không biết. Nhỏ con. Người Sơn chắc không nhỏ con đâu, người đi biển mà. Quất nữa, tội Lý Sơn thì cháu đã nè. Đó. Bỏ đi ngon vậy. Một xíu xíu à. Mà tưởng là không ăn anh làm có ba củ. Thôi ăn như đó được. Để em thử lá, em thử cái tỏi, chủ yếu nó thử cái tỏi đen á. Trước giờ mình nghe quảng cáo tỏi đen nè, rồi cách làm tỏi đen kìa, mình chưa giờ ăn thử coi. Có người kêu sẽ khó ăn lắm đâu. Phải thử mới biết. Ngon quá. Ăn không thì nó hơi mặn mặn ha. Ồ, vậy tính mình vừa xào tỏi, hành rồi vậy vô. Nguyên cái dĩa này ăn ngon chưa? Ngon. Hợp vị ghê nha. Vậy bây giờ anh cắt thêm nhiều nhiều vô ha. Nhiều nhiều vô nó ấy chứ ngon. Rau ngon. Rồi thử vậy nào. Băm. Ê, không phải hành, tỏi luôn. Này tỏi hết. Ừ. Tỏi nè, hành củ nè. Ngon quá. Miếng mề đi. À, em có chừa sáng chứ chừa mấy quả tim cho anh đâu rồi. Đây nè, tim nè. Đó. À, tỏi anh bảo thích ăn chung gà. Nó một lần vậy nè. Đó. Vừa hành vừa hành vừa tỏi. Vừa tỏi. Vừa tim. Ngon quá à. Nhưng mà thiết kế là cái sản phẩm này đâu có bán đâu ạ. À. Chắc chỉ có người dân địa phương rồi mới có hả? Ừ. Không phải ở trên tâm mới biết ăn, mình ở đây. Trong siêu thị rồi em cũng chưa bao giờ thấy ha. Chợ siêu thị không thấy. Ừ. Ngon quá. Ăn nó ngọt ngon mà nó không có hăng như là củ hành. Dễ ăn. Mọi người mới mốt mà ai mà có xem cái video này rồi mà muốn mua cái gì không bấm tỏi Lý Sơn á. Của cái bạn này nè. Các bạn nhớ nhắn cái thêm là một mình muốn ăn thêm cái loại này các bạn mua rồi bán gửi cho mình không bao nhiêu tiền cái này mình nghĩ chắc cũng giá cũng cỡ hành nè ở sau có địa chỉ luôn ha địa chỉ điện thoại gì đó từ từ hưởng thụ chút đi tại cái này thực chắc là bữa trước mình cũng nói với bạn là bé này nó gửi cho mình ăn thử tất cả những cái thứ này là gửi ăn tặng mình rồi tại vì bé này nó bán á nên là sẵn thì mình cũng review để cho mọi người share đến mọi người để mọi người cảm thấy là tỏi nếu mà tỏi đen này tốt cho sức khỏe giá cả hợp lý thì mọi người có thể là liên hệ cho bé đó để mua sản phẩm gì và mình dùng tốt thôi chứ mình mục đích là cũng phải quảng cáo mình chỉ giới thiệu dùm cho mọi người chia sẻ cho mọi người thôi nha còn lại không là mọi người tự nói chuyện, tự điêu, tự nói chuyện với bạn bán mình không được. Có nhiều bạn sợ anh là giống review sản phẩm không chất lượng rồi không uy tín. Không, anh cũng sợ điều đó chứ. Em cũng sợ nhưng mà em nghĩ là cái tỏi đen này á, trước giờ nó là một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Lại cũng chưa có thấy cái sản phẩm nào mà dởm hay là cái này cái kia. Nhất là tỏi đen Lý Sơn là sản phẩm của Việt Nam mình á. Em thấy tốt. Thì bảo á Bảo có Facebook của cái bạn bán này thì khi mà cái video này ra đời á rồi bắt đầu khi mà post lên á thì Bảo sẽ gắn cái link Facebook của bạn này ở trong phần mô tả của cái video thì bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu gì đó về cái sản phẩm thì các bạn có thể là tự nhắn tin trao đổi có gắn luôn số điện thoại của bạn đó để tự nhắn tin trao đổi với bạn đó nha. Anh Kim vô đâu bình luận nữa. Anh Kim có bình luận cho ai cũng biết á. Không, em thấy rồi anh. Cái tỏi này anh ăn nửa củ giống cái nãy á. Nó sẽ ngon anh ăn từng cái, từng cái. Biết rồi. Tại nó nhiều quá.
Ừ, nói luôn á. Nói luôn á. Chiều nay chắc phải xào thêm dễ vậy nữa nha. Mà bỏ nhiêu tỏi vô. Ngon quá. Cái này ăn với cơm cũng ngon. Ừ. Hoặc là có chút mì sợi à, bỏ vô trộn xào ngon, cũng ngon. Mì xào cũng ngon, quên, hả quên. Không biết nấu ăn, mà biết kết hợp cũng ăn đó. Nghe không? Thưởng thức ghê chưa? Làm mình nước uống đây. Bây giờ khi mình ăn xong cái lòng gà rồi thì bây giờ tới là cái phần của tỏi đen nha mọi người. Thì đây bảo cho mọi người coi gần hơn cái hộp nè. Đằng sau nữa. Đây là cái hộp của em này gửi cho mình nè. Ở phía sau có công sức công dụng nè. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái công dụng cho mọi người nghe nha. Từ địa chỉ luôn. Công dụng là giúp chống ung thư, giảm cholesterol, chống nhiễm trùng, bảo vệ tế bào gan, điều trị viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, hạn chế tăng men gan, giải độc, cải thiện tiêu hóa. Hướng dẫn sử dụng, người lớn nên dùng 1 đến 2 củ mỗi ngày. Trẻ em từ 3 tới 15 tuổi thì dùng 1 củ mỗi ngày. Phụ nữ đang mang thai dùng 2 đến 4 củ mỗi ngày. Lưu ý, phụ nữ vào tháng 2 tháng cuối thai kỳ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Địa chỉ là thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ phui hộp ra nha mọi người. À đây, ở trong nó về đây các bạn. Đóng gói cẩn thận ha. Ship luôn. Đó, đầy đủ. Rồi bây giờ tôi sẽ mở ra nha. Đây đây đây. Mở lên khé cho lịch sự luôn. Đó. Nghe một cái mùi giống mấy đồ sấy khô á. Đồ sấy khô. Trong đây nó vậy nè mọi người. Củ tỏi, nguyên cái củ tỏi bên đây mình ăn á. Nguyên củ tỏi luôn. Đó. Em coi có nào là tỏi cô đơn không? Còn không. Tỏi tép không? Không, không tỏi tép không à. Rồi bây giờ nó sấy này là được sấy khô hết rồi, mình bóp lên. Mình sẽ ăn thử coi, ăn thử cho nó ra làm sao. Tỏi đen thì nó phải là màu đen đúng không? Đấy. Ồ. Đưa cho mấy bạn coi. Gần gần vô, gần vô cái đấy nè, gần vô đây nè, để thẳng vô. Ba tép đã được thấy hơn, được làm đen rồi nè, đó. Đó là tới đen nè. Ây da. Em làm không hấp dẫn nè. Anh thử làm thế hả? Tại em không phải là dân chuyên nghiệp. Ủa chứ anh có chuyên nghiệp đâu. Thôi, tới. Thôi. Chưa nói, để anh bảo cảm nhận. Để lột cho nó hết cái lần này cho nó ăn ngoạn phát tỏi đà. Chút xíu vậy ăn sướng. Các bạn hồi hộp và chờ đợi mình coi thử ăn thử cái này có sao nha các bạn. Phải làm màu một chút vậy video nó mới hấp dẫn. Đây. Thành công rồi. Đây mọi người. Tôi sẽ lấy nét lại cái tỏi này cho mọi người coi nha. Đây. Đó, cái tỏi này nó tép nhỏ như vậy nè. Còn mình không biết là nó có loại cô đơn hay không thì mình không biết nha. Các bạn có thể liên hệ với bé Thủy này, Facebook là Lê Thủy đó. Thì có thể là liên hệ để hỏi ta. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Em ăn thử coi. Dễ ăn đúng không? Này nó nhỏ. Chưa cảm nhận gì được. Nhưng mà để dành. Đang để dành trong miệng nha mọi người. Nè.
Đi từ. Để dành phụ cho. Không không, anh đang để dành mấy cái tép này không miệng mà một cái một luôn nên cảm nhận đặc biệt như thế nào. Ăn người lớn ngày ăn có hai củ rồi đó. Một ngày ăn mấy củ như vậy? Hai củ. Một ngày chỉ ăn một đến hai củ hả? Ừ. Trời, kiểu này chắc ngày em ăn chục củ quá. Ừ. Nhỏ xíu à, mà nó ngon, nó dễ ăn nữa. Anh thấy nó hơi ngọt ngọt đúng không? Nó ngọt, nó thơm, nó béo, hơi có vị hơi chua chua nhẹ, chua chua nhẹ, bùi, có cái mùi của giống như thuốc bắc vậy đó, mùi sấy á, mùi sấy sấy á. Nếu mà các bạn nào ở miền Tây á, thì các bạn cũng có biết là cái món có món chuối chuối sấy á, chuối già mà sấy khô đó, thì nó cũng tựa tựa như cái thổi này. Nhưng mà chuối già sấy khô mình thì nó có cái ngọt, nhưng mà còn cái là giống y chang, cái mùi giống y chang luôn, hay quá. Nó giống như cái vị thuốc bắc mà em ăn nè, dễ ăn lắm. Dễ ăn mà người ta khuyên dùng là một hai củ, tức là có cái khuyên do à. Thì đúng rồi, tại vì nó đã là vị thuốc thì cái gì cũng có chỉ định của nó, đâu phải là quá được. Nhưng ý là tại em thấy một số bạn nói là cái này khó ăn lắm, ăn không được. Tùy tùy khẩu vị. Một củ chợ một củ khi mà xếp khô nhỏ xíu đi. Ăn đó. Cực quá, ăn này cực quá. Trời ơi, ông xã ơi. Ông xã ăn gì mà cực vậy nè. Ông xã ăn hết chứ không phải bỏ. Anh thấy em lấy sạch bắp và nhanh bỏ. Ở trong nữa kìa em. Thì trong anh luộc ra vậy thôi. Thì lớp trong nữa đó. Trời ơi. Thấy chưa, điều này đã thấy chưa, chứng minh chưa. Bếp trưởng không bao giờ giỏi bằng phụ bếp phải không? Phải. Đó. Người ta phụ bếp đã quen là tỏi được rồi đó. Nhưng mà là từ từ, cứ còn ấy là lại dính ngón tay đến chừng thôi. Không, cái tép này nó nhỏ quá cho nên khi xấy nó cũng nhỏ. Ừ. Nhân nó nhỏ, xấy lại nhỏ xíu à. Mình nghĩ chắc là cái tỏi cô đơn mà cái tỏi tép bự á, mà xấy chắc ngon hơn. Nhưng mà không biết là bên đó có người ta có bán không nha. Không, cái tỏi cô đơn mà của Lý Sơn nó nhỏ chỉ có cỡ này, cái đầu ngón tay út thôi, cũng không có bự. Mà không biết sao mà chợ bán cũng tỏi cô đơn mà chắc của Trung Quốc quá, bự ha. Không em biết à, không biết. Ờ, tỏi thì chắc cũng hết. Anh bảo cái gì cũng sợ hàng Trung Quốc hết á. Gừng của bạn giờ gừng nè, qua Tây nè, à. Trung Quốc không à. Không, hai rồi mà. Ngày ăn củ, hai củ thôi. Không biết cái này là cái quá nhiều khi không tốt. Làm bằng cái phương pháp lên men tự nhiên hả? Có nghĩ đây không? Không. À. Cái tỏi đen cũng có cách làm bằng cái nồi cơm điện, nấu bia gì đó. Em thấy cũng có hướng dẫn mà này chắc là làm. Không biết, làm thua. À đây nè, trời ơi, ghi rõ là 100% lên men tự nhiên. Ủa, thì đó, tự nhiên thì ai biết làm gì? Ok các bạn, bây giờ mình sẽ không ăn tỏi nữa và sẽ cũng kết thúc cái video ở đây. Thì đây là cái ngày hôm nay là mình cũng làm thử cái về cái tỏi sống của Lý Sơn, mình xào lòng mình ăn thử coi nó như thế nào, đen thui thôi. Và đồng thời là giới thiệu review cho các bạn cái tỏi đen của Lý Sơn. Thì mọi người có muốn mua sản phẩm thì các bạn cứ việc inbox cho Facebook Lê Thủy, và Bảo đã gắn mô tả ở trong cái phần mô tả của cái video của mình nha. Cả mô tả lẫn thì bây giờ Bảo xin kết thúc cái video ở đây. Hai chồng xin cảm ơn rất nhiều và cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi ôm luôn đi. Ôm luôn đi. Bye bye.